quý vị và các bạn tham nhũng là tệ nạn nguy hiểm nhất được ví như quốc nạn giặc nội dâm gây hậu quả xấu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội làm suy yếu bộ máy Đảng và nhà nước giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ bởi vậy việc phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra đó là những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Tự diễn biến, tự chuyển hóa không chỉ diễn ra trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng mà còn diễn ra cả trong lĩnh vực đạo đức lối sống, làm hư hỏng cán bộ, ảnh hưởng đến vị thế, uy tín của Đảng trong đời sống xã hội. Do mang nặng chủ nghĩa cá nhân chạy theo lối sống thực dụng, hưởng thụ tha hóa, biến chất, dẫn đến một số cán bộ đảng viên nhúng chàm, dính vào tham nhũng tiêu cực. Tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp ngành, lĩnh vực với biểu hiện vừa tinh vi vừa lộ liễu và mang tính phổ biến. Trong bài viết Quan hệ giữa tham nhũng với tự diễn biến, tự chuyển hóa, hệ lụy và giải pháp, tác giả Tráng A Lâm nhận xét: Trước đây tham nhũng chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế, đầu tư, bắt tay nhau để bòn rút tài sản của nhà nước và nhân dân. Nhưng ngày nay, nó lan sang cả những lĩnh vực mang giá trị đạo đức truyền thống dân tộc như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo, từ thiện, phòng chống dịch bệnh, vân vân. Việc các cơ quan chức năng phát hiện gian lận thi cử ở một số địa phương thời gian qua như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình Trường hợp bác sĩ vòi vĩnh tiền của người nhà bệnh nhân làm sai lệch hồ sơ bệnh án để phục vụ cho mục đích không trong sáng là một minh chứng về điều đó. Đáng quan ngại là tham nhũng còn xảy ra ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, người đại diện cho công lý và công bằng xã hội. Tình trạng tham nhũng vặt, tham nhũng nhỏ lẻ, nhũng nhiễu, chi phí không chính thức trong giao dịch công việc, tuy thiệt hại về vật chất không lớn nhưng diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn bức xúc cho người dân. Những hệ lụy từ tham nhũng đã tác động xấu đối với nhiều lĩnh vực của đời sống đất nước, cả về chính trị, kinh tế, xã hội, kỷ cương, kỷ luật. Song nguy hiểm hơn là dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước, làm sói mòn lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ nếu không sớm loại trừ sẽ gây nguy hại về nhiều mặt như làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trở nên quan liêu, xa dân, xuống cấp và hoạt động kém hiệu lực. Ở một phương diện khác, tham nhũng có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị, trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, làm tha hóa nhân cách con người, sói mòn các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Tình trạng chạy theo lợi ích vật chất vì đồng tiền sẵn sàng trà đạp lên luân thường đạo lý, đe dọa sự phát triển của đất nước, hủy hoại các dịch vụ công, gây bức xúc trong đời sống xã hội, đồng thời làm méo mó lệch chuẩn các quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, tê liệt hệ thống hành pháp, mất đoàn kết nội bộ, tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng chống phá. Tham nhũng là quá trình diễn ra từ bên trong, kết hợp với chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài, gây rối loạn xã hội, làm cho đảng suy yếu dần, dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa, đánh mất vai trò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội. Và như vậy, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tạo điều kiện cho chúng thực hiện mưu đồ không đánh mà thắng, tham nhũng và tự diễn biến, tự chuyển hóa, có mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời và tác động lẫn nhau. Tham nhũng là một trong những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa, song nó lại thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa ngày càng trầm trọng. Đến lượt tự diễn biến, tự chuyển hóa, nó tác động tích cực trở lại, làm mảnh đất màu mỡ, môi trường thuận lợi để tham nhũng hoành hành và phát triển. Nhận thức rõ điều đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt khẩn trương, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai dù đương chức hay nghỉ hưu làm rõ đến đâu, xử lý đến đó không cầu toàn chờ đợi. Theo báo cáo của thanh tra chính phủ trình bày trước Quốc hội năm 2018, công tác thanh tra đã phát hiện 78 vụ, 106 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng, tăng 14,7% số vụ, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát hiện 40 vụ, 87 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Cơ quan điều tra của lực lượng công an thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội tham nhũng. Viện Kiểm sát các cấp thụ lý giải quyết 278 vụ, 678 bị can. Tòa án Nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 200 vụ, 472 bị cáo về các tội danh tham nhũng, tuyên phạt 9 án tử hình, tù trung thân. Điều đáng chú ý là các số liệu nêu trên đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng trong phòng chống tham nhũng, song tệ nạn này vẫn diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong xã hội. Tác giả bài viết Quan hệ giữa tham nhũng với tự diễn biến, tự chuyển hóa, hệ lụy và giải pháp cho rằng để ngăn chặn nạn tham nhũng, góp phần khắc phục những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cần có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó tập trung vào một số giải pháp sau. Thứ nhất, làm tốt công tác giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên, trước hết với những người nắm giữ chức vụ cao, lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xuất hiện tham nhũng. Thực chất, đây là biện pháp phòng ngừa tham nhũng từ xa, gắn xây với chống, lấy xây để chống lấy phòng là chính và làm tốt phòng ngừa sẽ ít phải chống và chống sẽ hiệu quả. Để biến quyết tâm của Đảng thành hiện thực trong phòng chống tham nhũng tự diễn biến, tự chuyển hóa, trước hết phải tăng cường giáo dục định hướng tư tưởng, nhất là trong đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất trong Đảng. Sức nặng sự thành công của giáo dục quản lý nằm ở khả năng phẩm chất, nhân cách đạo đức, uy tín của người đứng đầu. Nếu họ không có đủ phẩm chất năng lực, không thực sự là tấm gương cho người khác học tập noi theo thì dù cố gắng đến mấy, thuyết giảng hay đến đâu, hiệu quả vẫn không cao. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm là vấn đề đặt lên hàng đầu. Từ đó điều chỉnh nhận thức hành vi trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. Đi đôi với giáo dục, tăng cường công tác quản lý hành chính rèn luyện đạo đức tác phong lối sống trong sạch liêm khiết của cán bộ đảng viên hướng cho họ vào môi trường làm việc thân thiện tinh thần dĩ công vi thượng đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đảng giám sát của nhân dân hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền phát hiện cảnh báo săn đe nạn tham nhũng thứ hai tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng sự điều hành của chính quyền các cấp đối với nạn tham nhũng các cấp coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, nội dung sinh hoạt hàng tháng của tri bộ, cơ quan, tổ chức, gắn phòng chống tham nhũng với chống lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Đồng thời, lấy kết quả chống tham nhũng làm cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực điều hành quản lý của chính quyền, phẩm chất năng lực trách nhiệm của người đứng đầu. Trong lãnh đạo chỉ đạo phải kiên trì kiên quyết liên tục sâu sát cơ sở, phát hiện xử lý kịp thời nhận thức và hành động không đúng. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quy định về những điều đảng viên không được làm. Đưa phòng chống tham nhũng trở thành ý thức thường trực, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên. Thứ ba, tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội, bảo đảm đủ sức gian đe, nghiêm trị các hành vi tham nhũng. Dưới góc độ quản lý nhà nước hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta đang có sự bổ sung cho phù hợp. Nhưng nhìn chung còn thiếu đồng bộ trên một số lĩnh vực còn sơ hở, chưa đủ sức gian đe. Bởi vậy, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm căn cứ pháp lý để giáo dục gian đe, xử lý các hành vi tham nhũng. Đồng thời có chế tài đủ mạnh cả về hình sự lẫn kinh tế đối với hành vi tham nhũng và những người đứng đầu cơ quan tổ chức để xảy ra tham nhũng. Kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm giàu bất chính, làm thất thoát tài sản nhà nước, tổ chức hoặc để người thân lợi dụng trục lợi dù người đó là ai, cương vị nào đẩy mạnh cải cách hành chính, ra soát điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm khắc phục sơ hở thiếu sót, bảo đảm công khai minh bạch trong quản lý kinh tế xã hội, thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã cấp, kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, vân vân. Các cấp ngành cụ thể hóa quy định về phòng chống tham nhũng phù hợp đặc điểm, tình hình của cấp mình, quản lý chặt chẽ, tránh buông lỏng thiếu kiểm tra giám sát trong quản lý tài sản công thứ tư, phát huy vai trò của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng. Thực tiễn đã chỉ ra ở đâu có người đứng đầu có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, không tham nhũng, sâu sát trong công tác quản lý, kiên quyết với những sai phạm thì ở đó việc phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt và ngược lại. Tuy nhiên, chúng ta thấy hầu hết các vụ tham nhũng được phát hiện đều là những cán bộ có chức có quyền, trong đó có nhiều người đứng đầu cơ quan doanh nghiệp nên việc phòng chống tham nhũng phải bắt đầu từ người đứng đầu có như vậy mới cảnh tỉnh gian đe giáo dục được cấp dưới và ngăn chặn tham nhũng từ nội bộ do đó người đứng đầu phải nắm vững các chỉ thị nghị quyết quy định về phòng chống tham nhũng tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả trên lĩnh vực quản lý đồng thời phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định pháp luật hiện hành nói đi đôi với làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc trong quản lý kinh tế, trong sạch, giản dị trong cuộc sống. Các cấp ủy cần coi đây là tiêu chuẩn đánh giá năng lực đạo đức lối sống của người đứng đầu, phê bình xử lý nghiêm những người thiếu gương mẫu, vi phạm chế độ quy định và có hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra sai phạm, có cơ chế chế tài bảo đảm cho việc giám sát phản biện của mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hiệu lực trên thực tế bảo vệ những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, không để tệ nạn nhởn nhơ trước pháp luật. Thứ năm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cùng với phòng chống tham nhũng, việc phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là vấn đề cấp thiết hiện nay. Để làm được điều đó, các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hệ lụy của sự tác động giữa tham nhũng với tự diễn biến, tự chuyển hóa và ngược lại. Các cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng quyết tâm thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Chú trọng nêu gương người tốt việc tốt, ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái. Đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm, ra soát hoàn thiện cơ chế kiểm soát thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, xử lý kiên quyết hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đảng, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí, công luận trong phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mỗi cán bộ đảng viên phải tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường mở cửa hội nhập, nhất là sự cám dỗ của đồng tiền, lối sống xa đọa. Cùng với đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục rèn luyện với tự giáo dục tự rèn luyện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi